Hôm nay là ngày thứ 12 trong hành trình. Mình và cá thức dậy ở thành phố Quảng Ngãi. Ở đây thì mình cũng không biết là khu nào nữa, nhưng mà có một cái công viên và rất nhiều những cây hoa ban đẹp như này. Có vẻ như ở trong này thời tiết nóng nên nó nở khác cũng với cả bên ngoài kia đúng không? Bên ngoài phải ra Tết cơ. Hôm nay thì lịch trình cũng khá là dày. Càng ngày vào trong Nam thì do là cậy đường đẹp nên là mình đi rất là nhanh. Từ đây sẽ đến Phú Yên, sau đó tới trước khi Phú Yên là đến Quy Nhơn trước, xong đến Phú Yên, rồi đến Khánh Hòa. Tối nay mình ngủ ở Nha Trang. Hy vọng là sẽ có nhiều những cái món quà mới để cho cái giỏ quà nó thêm đặc sắc. Đúng rồi. Tại vì là mấy tỉnh miền trong này mình rất là quen rất là ít người thân nên không bằng cách nào có thể là xin mọi người quyên góp quà được. Hôm nay thì bây giờ cáo với cả mình sẽ đi tìm một cái đặc sản ở Quảng Ngãi. Ở đây thì đặc sản rất là nhiều. Tuy nhiên là để mà mang đi được thì chắc là chỉ có một vài món thôi. Ok, let's go. Cô ơi, cô cái tỏi này bao tiền túi này cô? Tỏi đó là em. Dạ vâng ạ. Cái đó nó 75 một túi. Một túi này ạ. Một túi nước căng ở đây, cái này là 150 nghìn ký, cái đó một ký. 150 ạ. Cái hành thì sao hả chị? Hành 45 nghìn. Ồ, thế thì mua hành rẻ hơn đấy. Thế theo em như nào giờ? Đúng là không có tiền mua gì cũng khó. 750 cơ á? Lát nhỉ? Hả? Hay mua hành cũng được. Đẹp lắm, em nhìn đây nè. Mẹ luôn. Mua muối hành lấy sang nó giòn nó ngon lắm. Em có chuẩn bị là em ra bát em làm nấu hủ lần em chỉ biết chuẩn bị cái mười bãi cho lên là em bóp ngồi đó máy ở Lý Quảng Ngãi thì có một cái đặc sản đó chính là hành tỏi Lý Sơn. Đây này, mọi người đang thấy là ở đây có cả kho tỏi luôn. Hành tỏi Lý Sơn luôn. Và mình đã quyết định là mua một túi hành bởi vì là hôm trước thì ở Sơn La mình đã mua tỏi rồi. Lúc này là 11 giờ và mình đã tới được với cả phía bắc của tỉnh Bình Định. Mặc dù tỉnh là hơi dài mà ở cái khu vực Hoài Nhơn này có một cái vài cái đặc sản liên quan đến cái sản phẩm từ dừa, đó chính là bánh tráng nước dừa. Đây thì mình sẽ lang thang trong cái ngôi làng này và để xem là ở đâu bán bánh tráng thì mình mua một ít về nhé. Đây mua luôn. Nói chung là random. Đi cứ xuống đi. Thực ra thì cái này là kiểu ngẫu nhiên thôi, bởi vì là mình thấy ở trên đây rất nhiều những cái nhà bán bánh tráng thì hôm nay mình sẽ vào đây để thử mua. Xem cô. Đi xuống đi. Hay là cô hay là cô chú ạ. Cô chú cho con hỏi là có phải Bình Định mình đặc sản là bánh tráng đúng không ạ? Thế con ở đây có bán mua mang về không ạ? Có chứ. Thế cho con mua một ít bánh tráng nước dừa đúng không ạ? Mang về. Mang về Bắc đi. Vâng ạ. Nhưng mà nếu mà mang về Bắc thì nó có vỡ không ạ? Nước ngoài không vỡ. Tức là mang về bắt đầu mới nướng đúng không ạ? Ờ. À. Vậy thì mình sẽ mua cái bánh tráng chưa nướng để đem về. Cô đang tráng này. Con tình cờ đi về đây thôi, con tại Google Maps họ chỉ đường là đi vòng lại có mấy xưởng cơ sở xưởng sản xuất. Thế nhưng mà thấy nhà mình bán thì con. Đây cô bán em thì mua cái bánh đây. Vâng. Cái bánh này thì bánh Hàn. Vâng.
Nói chung là cái bánh tráng nước dừa này thì mình đã từng được ăn ở ở Đà Nẵng rồi. Ở những cái quán nhậu thì đều là bán bánh tráng ở, ở Bình Định này. Và thậm chí là những cái tỉnh xa như là Huế, mình cũng thấy là nhập từ Bình Định luôn. Chú đang sử dụng luôn cái vỏ dừa chú. À vỏ gỗ với lá dừa để đun. Đây này, cô có đây này. Nhưng mà hơi tối. Đây. Dạ vâng. Cái này báo tiền bao nhiêu tiền một tập ở cô? Một chục vậy là 30 ngàn. 30 ngàn là 3.000 một chiếc ạ. 10 cái. Cứ ràng vậy là 10 cái. Thế thì cái này á là cái mì là bếp cái vỏ sạch luôn. Rồi cái dừa là gọt cái đít sạch luôn. Gọt đít sạch luôn. Cái đít đen á. Vâng. Gọt bỏ hết. Cái màu đỏ này là cái gì ạ? Ớt. Thế thì ăn nó sẽ có hơi bị cay cay đúng không ạ? À, cay cay gừng, hành, tỏi, ớt. Cái gia vị của nó đó. Đây là lần đầu tiên con thấy có là tỏi luôn. À, tỏi. thế hay là cô tức là ăn thì mua cái này, còn nó cái to kia thì là cái gì ạ? Cái này á thì cũng bánh. Nhưng mà cái này là bánh hàng là dở. Dở. Đây này. Những cái đây là cái dừa cô không gọt đít được, nó có những cái đen như này. Còn cái này là gần nghĩa là gọt cái đít đây này. Địa chỉ mình ở đây là chỗ nào của cô? Hả? Địa chỉ mình đây là thôn gì? Cô nói gì? Địa chỉ nhà mình ở đây là gì? À, thôn Phụng Du 2. Thôn xã Phụng. Hội Hảo. Huyện Hội Nhơn, tỉnh Bình Định. Vâng. Con đi đi. Thôn Thành Tăng. À. Xưởng gì cơ? Rồi. Xóm. Vâng, xóm gì ạ? Thanh Tăng. Vâng. Nó con đi đi ạ. Phụng Du 2. Phụng Du. Vâng. Phụng Du 2. Vâng. Xã Hội Hảo. Hoài Hảo ạ. Hoài Nhơn. Vâng. Con đi đi ạ. Cảm ơn nhé. Vâng ạ, con cảm ơn ạ. À đây. Vâng ạ, con cảm ơn. Chưa. Vâng. Ok. Vậy là với cái cuộc gặp gỡ tình cờ này thì mình hy vọng là sau này mọi người sẽ biết tới với cả chỗ khu vực Hoài Nhơn với cái món bánh tráng nướng này. Đây em cầm lên xe đi. Bánh tráng dừa. Có anh đây rất là nhiều dừa. Sau này mình sẽ quay trở lại đây để thưởng thức những cái sản phẩm khác từ dừa. Hoặc là chỉ là uống nước dừa thôi. Ok, let's go. Cảm ơn cô chú đã tặng cho mình thêm mấy gói bánh này. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows, let go. Bây giờ là gần 2 giờ chiều. Mình với cáo có vẻ là đi đang bị chậm mất hành trình. Và đây là cái khu vực chùa Ông Núi, quần thể du lịch tâm linh chùa Ông Núi. Và ở đây thì mình đã cũng đóng một cái video review từ cái hồi hè vừa rồi. Khi mà tới đây thì các bạn có thể là lên trên này thăm cái kho tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á ở bên tay phải ấy kìa. Cáo quay cho mọi người xem đi. Đó, mọi người thấy không? Trên video thì rất bé thôi nhưng mà ở ngoài lớn lắm. Và cái mùa này thì thời tiết đang có vẻ như là hơi gió hơi to. Các cơn gió đã thổi cát từ ngoài biển vào làm cho cái ở đây nó hơi mù. Và gió biển nó cũng lớn nên sóng lớn, mọi người không nên tắm. Quanh đây thì mình thấy có một vài cái resort đang xây dựng. Và nhất là một cái điều đặc biệt, đó chính là hai cái tua bin điện gió vừa đặt ở ngoài kia mà cách đây nửa năm mình chưa hề thấy. Hy vọng là sau này ở đây sẽ có những cái khu sản xuất năng lượng điện tái tạo như là điện gió hoặc là điện mặt trời để cho bảo vệ môi trường mà vẫn có những cái sản lượng đóng góp vào quỹ điện quốc gia. Đây là cổng chính của cái khu du lịch tâm linh chùa Ông Núi. Đấy, đường lên đấy. Mùa này rất là vắng khách. Cái con đường mà mình trên đường mình đi đây thì mình muốn là đi qua đây để giới thiệu cho mọi người luôn. Mặc dù là nó bé hơn đường quốc lộ và chạy cũng khó hơn. Cứ chạy thẳng con đường này về thành phố Quy Nhơn thì chúng ta còn qua cả FLC Quy Nhơn và cái khu eo gió Kỳ Con nữa cơ. Rất tuyệt vời luôn. There's a party in the backyard.
dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. Đây là tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, hai cha con của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình cùng cáo sẽ di chuyển sang tỉnh tiếp theo, đó chính là tỉnh Phú Yên. Và mong là sẽ có dịp quay trở lại với cả thành phố Quy Nhơn sớm để review tất cả những cái cảnh đẹp của tỉnh này. Rất là vui, bởi vì là lần nào tới Quy Nhơn thì thời tiết cũng rất là đẹp. Mọi người có thể thấy là bây giờ Quy Nhơn đang vươn mình lên rất là nhanh với những cái tòa cao ốc rất là cao. Và mình tin chắc là đấy là những cái tổ hợp khách sạn lớn và được đầu tư kỹ chuẩn chỉ. Cách đây tầm khoảng 5 năm trước tới đây thì chỉ có mỗi cái khách sạn Hải Âu kia là cao lớn nhất, và bây giờ thì vô vàn luôn. Thẳng con đường này chúng ta sẽ tới với cả được cả chỗ bãi đá trứng và khu mộ của Hàn Hoàng Tử. Bây giờ là 4:30 chiều và mình cùng cáo đã tới được với cả xứ Nẫu. Xứ Nẫu, Nẫu ở đây có nghĩa là ở đây họ xưng là Nẫu là tôi ấy. Chính là cái mảnh đất Phú Yên hoa vàng trên cỏ xanh trong cái bộ phim cách đây nổi tiếng năm trước. Quay trở lại vấn đề chính, đó là gành đá ở Phú Yên này có rất nhiều các loại đặc sản thuộc miền biển, nhưng mà cái nơi mà mình và cáo đang đi đây đó chính là cái huyện Sông Cầu. Và ở đây ngoài thuốc lá Sông Cầu ra thì còn có một loại đặc sản nữa, đó là nước mắm gành đỏ. Nơi mà mình đang đi đây thì trong cái gần với cả gành đỏ rồi, thì mình sẽ cùng các bạn tìm một cái hộ gia đình nào đó sản xuất nước mắm để chúng ta là mua một ít nước mắm về làm quà. Nước mắm là một loại gia vị rất là ưa chuộng, thông dụng của Việt Nam và nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhưng tuy nhiên mình phải nói là thực sự là đáng tiếc một điều khi mà rất nhiều những cái doanh nghiệp ở Thái Lan họ đã đăng ký thẳng luôn cái tên nước mắm của Việt Nam, như là nước mắm Châu Lốc các thứ ấy, là đã bị mất tên thương hiệu, mặc dù đấy là cái sản phẩm của Việt Nam bị chúng ta bị mất một cái trắng trợn luôn. Thì mình mong là sau này từ người dân, người tiêu dùng rồi các doanh nghiệp sẽ cố gắng là giữ gìn cái sản phẩm mắm của Việt Nam. Đây mọi người có thể là ngắm cái khu quanh chỗ gành đỏ này, đây là nhà người dân. Qua phía này là quốc lộ 1, qua cái dãy nhà này là quốc lộ 1. Nhưng mà quanh đây thì có lẽ là mình phải tìm cái chỗ khác rồi. Hồi nãy thấy các bạn nhận ra kìa, các bạn bảo ê chú quay flycam kìa. Để chưa hỏi hỏi thử nhé, hỏi thử các bạn này nhé. Một làng kia mình thích, rất thích những cái sân bóng kiểu như này này, sân bóng kiểu của ngày xưa. Cho chú hỏi tí. Mấy đứa cho chú hỏi tí. Cho chú hỏi là quanh đây chỗ nào làm nước mắm hả con? Ở quanh đây chỗ nhà nào làm nước mắm hả con? Trên kia. Chạy lên chỗ, em chơi cái chỗ nước mắm Tân Lập á. Tức là mắm Tân Lập hả? Bây giờ chú ra ngoài đường nhá. Có chỗ á chú, cái chỗ Tân Lập á chú. Tân Lập. Giờ chú chạy lên đường, sao chú chạy thẳng lên? Có gần không? Nhanh không? Nhanh lên, nhưng mà phải thấy. Ok, chú cảm ơn nhá. Chào mấy đứa nhá. Cảm ơn nhá, ngoan lắm. Wow. Các bạn không? Các bạn thấy các bạn trẻ con ở Phú Yên rất là dễ thương đúng không? Ngoan, khi mà hỏi cái là cả đám mình chơi ra chỉ đường cho mình hơn, rất là vui. Ok, thế bây giờ mình sẽ nghe lời các bé ở đây là đi tìm nước mắm Tân Lập nhá. Ok. Có nghĩa là cái nước mắm kiểu Tân Lập đấy nổi tiếng ở đây thì phải? Anh không rõ đâu, nhưng mà dù sao thì đã là một cái làng sản xuất nước mắm thì đa phần là cái công thức nó khá là giống nhau. Và kể cả cái vùng nguyên liệu nó cũng giống nhau nữa, bởi vì là cũng là đánh bắt ở ngoài kia và đem về đây. Vừa mới xuống xe đã ngửi thấy mùi mắm rồi cáo ơi. Vừa mới xuống xe ngửi mùi mắm luôn nhỉ? Nhưng mà mắm nó thơm lắm. Mắm nhĩ mà, mắm nhĩ mà. Không bị kiểu gì bị
thấm. Ok, đây là cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống Tân Lập. Chào, chào ông. À, ông ơi, con định mua nước mắm ạ. À, con... em mua mắm loại nào ạ? Dạ. Hà Nội ha. Vâng ạ. À, là. Con đi qua các vùng con xem đặc sản. Cái hộp này là 170.000 một hộp đi cô chú à. Đây này. Là hai hộp ạ. Một hộp là 170. À, một hộp đấy là sẽ có hai. 170.000 nó là hai chai thế này. Vâng, cái này là hai chai này đúng không? À, hai chai này trong một hộp này 170. Chai 500ml ạ? À, đây là cái 5ml em. Vâng, 500ml. Cấp nhất ạ. 170.000 tức là cái đó là 120.000 một lít. Là cái này 3 lít là tổng 3 lít là 360 cho đây cô chú đây. À, dạ vâng ạ. Trong thùng này là 6 chai như thế này. Đây là mắm nhĩ đấy ạ. À, hoàn toàn là mắm nhĩ hết. Vâng. Thế cái mà đóng chai nhựa là sao? Đó là 80.000. Vâng. Loại đấy là nấu ạ. À, là 6 hả? Vâng. Hay nhỉ. Trên hình là chú luôn đấy ạ. Hả? Trên hình là chú luôn đúng không ạ? À, hình của chú luôn. Ơ nhưng mà cái nước mắm ở Gành Đỏ mình có từ lâu chứ ở chú? Cũng 4-50 năm rồi. 4-50 năm. Cái thương hiệu của chú là trên 4-50 năm. Cái nguyên liệu em mình làm bằng con cá gì ạ chú? À, cá cơm không cá em? Cá cơm không ạ. Toàn là hoàn toàn là cá cơm không? Chỉ hoàn toàn cá cơm thôi. Cơm không? Không có cái gì lộn nào hết. Mắm nhĩ luôn ạ. À, nếu mà nước mắm tính ở Hà Nội thì mua anh nhiều lắm. Anh dạ. Lấy loại nào? Thôi chắc là cho em mua lần đầu tiên đúng không? Vâng ạ. Mua lần đầu tiên không? Giờ thì em tư vấn cho nhanh. Thứ nhất á là bên em có đủ loại. Vâng. Ờ. Đủ loại. Thứ nhất á từ dòng mà 80.000 một lít trở lên á là em chỉ bán dòng tự tinh không à. Em không có bán ở đâu, cứ tự ở dòng thấp hơn là chai nhựa. Vâng. Đây là 80.000 một. Ủa không biết rồi nhớ không? Mua một lần rồi mà ta. Không, chưa có đâu. Ơ nhưng mà ba cái này giống sao khác nhau? Thứ nhất là nhãn này là khác nhau làm nói. Đầu thứ hai là chai là giống nhau nói nhưng mà cái độ đạm. Độ đạm. Độ đạm anh độ cao tiền trước là độ đạm anh nhiều không? Cái này là bao nhiêu? À, anh thử đọc. Là hiện tại em đang bán giá cũ á là giá đây là 185.000 hộp. Qua sang năm là 170.000 hộp nè. Vâng, 170. 170 nè. Nhưng qua sang năm là giá nó không còn 170 nữa. Vâng, thế còn cái này ạ? Cái đây là 120. 2.000 lít đó. Còn kia là 80. Kia 100. À vâng. Đi qua Phú Yên rồi nhưng mà chưa bao giờ thử nước mắm Phú Yên. Lần này thì sẽ quyết định là mua cái này về. Tuy nhiên là cũng lại chưa được thử mà là đem đi đấu giá. Hy vọng là với cái món quà mà tự tay mình mua này sẽ giúp cho các bạn thấy yêu Việt Nam hơn, yêu những cái loại nước chấm, yêu món ăn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình xuôi vào Nam tới với thành phố Quy Hòa. Và đêm nay mình sẽ cố gắng để tới kịp với cả thành phố Nha Trang để ngủ lại. Mọi người đừng trách hai vợ chồng chạy gấp rút nhé. Thực ra thì hai vợ chồng cũng phải cân nhắc cho cái chuyến đi này rất lớn. Bởi vì là thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là thời gian, tiền bạc các thứ. Nên mọi người, mình sẽ phải đi thật là nhanh. Đây, phải đi để cho kịp về Tết. Về Tết đúng rồi. Đây là một mình nghĩ có lẽ là sau này khi mà về già thì hai vợ chồng sẽ nhớ được cái tháng trăng mật. Tháng trăng mật này bởi vì đúng lúc có thể đi qua 63 tỉnh thành để ngắm lại những cái con đường ngày xưa mình đi. Ok, let's go. Woo! Bây giờ là 5:20 tối. Mình và Cáo đã tới được với cả thành phố Tuy Hòa rồi. Mình phải vào đây để vì là mình cần quay cái thành phố từ trên cao. Tuy nhiên hơi tiếc một điều là trời khá tối rồi, mình không thể quay cho mọi người xem được cái buổi sáng của Tuy Hòa đẹp như thế nào. Thì mong là cái thước phim buổi tối nó cũng có một cái góc khác, một cái đẹp khác. Bây giờ mình với cả sẽ xuống đây. Ánh đèn lung linh rồi. À, đúng rồi, xuống đây có cái này hay này. À, xuống đây, cái xuống đây. À, đúng. Như mọi người đang thấy đây thì cái con đường dẫn vào thành phố Tuy Hòa được rất nhiều hộ dân trồng cái cây hoa cúc. Và hoa cúc là một cái loại hoa được người dân ưa chuộng vào dịp Tết. Nhưng mà đa phần thì là chỉ khu vực Nam Trung Bộ mới ưa chuộng loại hoa này thôi. Còn đâu ở miền Bắc mình thì ưa chuộng đào hơn. Đây mọi người nhìn thấy không? Những cái chậu cúc rất lớn, to lắm ấy. Cao ngang người. Có đứng vào đây được xem được không? Đấy. Chắc cái chậu này thì
cũng chỉ tầm khoảng hơn chục ngày nữa là sẽ đem ra để bán thôi. Ngoài Bắc mình thì hay chơi quất với cả chơi đào, còn trong khu vực này thì chơi mai và chơi cúc. Mình thì mình thấy cái cúc lớn này cũng rất đẹp, nó cũng khá là ấn tượng nếu mà chúng ta đặt ở chỗ trước những cái cửa nhà đúng không? Còn ở bên trong nhà thì thường người ta dùng cái loại cúc như này, nhưng mà cái mâm xôi nhỏ nhỏ hơn. Đấy, vào đây xem thử nha. Đây, hình như có hai anh chị đang trong cúc. Ô, có cả quất luôn kìa cáo. Cái gì ạ? Ờ, nhiều quất phết nhỉ. Quất thì trồng ở đâu cũng được đúng không? Đẹp thế. Ờ, đúng rồi. Như vậy. Đây, anh chị, cho em ngắm vườn tí nhá. Ồ, cái cúc này là gọi là cúc gì ạ à, chị? Cái cúc này gọi là cúc gì ạ? Cúc đài đóa. À, nó có phải cúc mâm xôi không chị? Không ạ. Ồ. Trời ơi, thế quất cũng sai nhỉ chị nhỉ? Ok, cái này là ở trong này người ta trồng luôn ở trong chậu này hả chị? Chứ không trồng ở ra đất ạ. Ồ. Ngoài chỗ em là trồng ở đất, sau đó thì đến gần Tết mới đánh. Ồ, đây là một cái điều rất là khác ấy mọi người. Nhìn này. Trung bình ở trong này thì bán bao tiền một cái chậu cúc này chị? 200 mấy. Rẻ thế á? Ui. Bao nhiêu? 200 mấy đó. 200 mấy là 200 mấy hả chị? 200-300 tùy à. Tức là năm nào cũng thế á? Ui, thế này thì quá rẻ luôn đấy, một cái chậu to nhỉ? Ui, em thấy ở ngoài Bắc mà trồng được như này thì em nhà em chắc là chơi ngập luôn, bởi mẹ em cũng thích hoa cúc. Nhưng mà mẹ em chỉ mua được những cái cúc mâm xôi nhỏ nhỏ mà chuyển từ trong Đồng Tháp ra đấy. Chị biết cái cúc đấy không? Ở trong này người ta có trồng cái cúc đấy không ạ? Cũng có nhưng mà ít lắm. À thế ạ? Đa phần là cúc này đúng không? Đẹp nhờ. Ui, xe mà xe tải chở luôn một chậu về đấy. Hai chậu về luôn đấy. Đẹp thế, cao bằng... Đây, mọi người nhìn này. Cao phải tầm mét. Cúc này thì mình chủ yếu bán đây hay là mình đi nhập ra các tỉnh khác hả chị? Người ta mua, người ta đi khác, người ta bán. Ồ. Chị đang làm gì đây chị? Nó nở thì mình trùm lại cho. À, hãm đúng không? Hãm không cho nó nở biết rồi đúng không? Cái này thì bao lâu nữa thì mình sẽ đem ra chợ bán hay là người ta đến tận đây để bán? Người ta mua rồi, cỡ tầm 20 hay mấy người ta mới đi. Người ta ra đây mới mua. Người ta mua rồi. Cỡ tầm 20 hay mấy xe đầu nó ra là bắt. À, người ta mua hết rồi. Người ta mua hết rồi xong bây giờ thì đợi ngày là họ mang đi thôi ạ. Ui. Đấy, hay nhở. Đây là lần đầu tiên em thấy cái vườn cúc to to như này đấy. Cháu trước chỉ vào trong Đồng Tháp, bởi vì cái Tết này chỉ có dịp Tết người ta mới trồng đúng không chị? Tết mới trồng thôi. Đấy, thấy không? Mọi người thấy không? Còn quất ở trong đây thì bán nào hả chị? Trăm mấy, 200. Ồ, vậy cũng rẻ. Mấy anh người Bắc này người ta mua xe bây giờ xe không đi nữa, mua. Công nhận, bởi vì là cái giá quất thề 100 mấy 200. Cây này, cây cực lớn đấy mọi người ạ. Bởi vì cây này nếu mà vào... Và những cái dịp Tết thì bán khá là... Chắc là em nghĩ là không có giá 100 mấy 200 đâu. 100 mấy 200 chỉ là cái cây con xíu xíu như kia kìa. Toàn 500 đến 1 triệu ấy chị ạ. Thế nên người Bắc mới phải vào đây buôn mang ra. À thế ạ. Quất trong này cũng sai này cơ mà. Ừ, cũng đẹp. Bởi vì nó ấm hả chị? Nó ấm thì nó trồng quất dễ hơn này. Ồ. Có khi đổi xe chuyển sang đi xe tải xong rồi đánh một ít thôi chứ xe kia không chở được. Xe kia mà chở là em quất luôn chậu về đấy. Tại cũng sắp Tết rồi mà. Đẹp thật đấy. Cái cúc đài đóa này thì tỉnh nào trồng nhiều nhất chị biết không? Cùng các nơi người ta trồng ở đây người ta trồng cũng nhiều. À thế ạ. Nhưng mà trồng đại trà nó dở trăm. Vâng, chỉ trong chị ạ. Hay quá. Anh cũng làm cùng chị luôn, hai vợ chồng luôn anh. Bây giờ đẹp quá. Theo như mình thấy thì một cái chậu này nó phải tới tầm khoảng 50 cành không anh? Anh ơi, một chậu này có được 50 cành không? Dạ. 70-80 cơ. Ui, 70-80 cành. Thế tính ra rất là rẻ nhỉ, cáo nhỉ? Về đi mua, nếu mà mua ngày Tết ấy, mà một cái cành như này cũng phải vài ngàn. Không, ngày bình thường đã là 10.000 một cành lúc ngày. Không, không đến 10.000 đâu. Có, chỉ thế à?
Đấy. 1.000 hoặc 5.000 một cành. Mà cứ nhân lên nhở, nhân lên 7-80 cành. 7-80 cành mà giá có 200 mấy 300. Đẹp, rất là đẹp. Mong là anh chị nào mà có đi phượt bằng xe tải thì có thể đi ra đây để mua nhá. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển vào kia, bởi vì là mình đang chờ một lát nữa Tuy Hòa lên đèn thì mình sẽ quay nó đẹp hơn. Rồi, đi thôi. Bây giờ là 7 giờ tối và mình bắt đầu di chuyển sang thành phố Nha Trang. Cái con đường mình đang đi đây là cái con đường Hùng Vương. Và đây thì có Vincom Plaza ở ngay chỗ vòng xuyến này. Rất là hay khi mà cái con đường Hùng Vương này được quy hoạch cho những cái đường dây điện xuống phía dưới, không lộ thiên nữa. Đấy là một cái điều rất là mới mẻ ở các thành phố lớn tại Việt Nam. Tạm biệt Tuy Hòa nhá. Có dịp mình sẽ quay trở lại đây để trải nghiệm nhiều hơn những cái món ăn đặc sản, và tất nhất là cái tháp Nhạn, kiến trúc văn hóa trăm cổ cái khu vực Nam Trung Bộ này. Ra khỏi vòng xuyến, okay. Vào Hùng Vương. Đi thôi. Đi tiếp 5 km nữa. Đi tiếp 50 km nữa. Quay xong ăn đi nè. Kệ anh. À để quay để đăng đầy đủ thức ăn. À. Bây giờ là 9 giờ 30 phút và mình đã có mặt tại khu chợ Đầm Nha Trang. Tuy nhiên là một số quán nem nướng nổi tiếng thì đã đóng cửa hết rồi. Nhưng mình ăn một cái quán ở chỗ đường Phan Bội Châu. Đây là một người bạn mới của mình. Xin chào tất cả mọi người. Ok. Giờ mình sẽ ăn đây. Sau khi mà thưởng thức nem nướng thì mình đã được Hoan tặng cho mình một cái gói, đó chính là gói cá thu. Tại sao trong đây gọi là cá thiều ạ? Tớ không biết ở đây là một loại cá của cá biển Nha Trang ấy. Chứ không phải cá thiều chứ không phải cá thu à? Không rõ. Mình không phải dân gốc ở đây, mình ở gốc ngoài Bắc là thấy đặc okay. Sản Nha Trang này. Nói chung là không, đây một cái phần nhỏ nhỏ và cái vỏ yêu thương của Tùng. Nhìn ngon lắm. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng là giữ gìn cái gói quà này. Cái này để lâu được, cái này phải được không? Biết là các bạn đi xa ấy, xa. Nên là mua những cái món là để lâu được. Ok, nhất trí. Rồi mình sẽ giữ cái này để về đấu giá thật là hoàn hảo luôn. Cảm ơn Hoan nhiều nhá. Ta tay cái nào. Đi. Ôi. Ok, vậy là ngày thứ 12 trong hành trình của mình đã kết thúc, chỉ còn có 12 ngày nữa. Tức là mình đã đi được 1/2 lộ trình rồi. Hôm nay mình sẽ ngủ tại Nha Trang. Một cái ngày rất là vui khi mà kết hợp được quay rất nhiều những thành phố xinh đẹp như là Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa, và mai thì Nha Trang mình mới quay. Bây giờ thì mình sẽ đi ngủ thôi, bởi vì là còn tầm khoảng lộ trình ngày mai còn 400 cây nữa đang đợi mình. Ninh Thuận, Bình Thuận và Vũng Tàu. Bye bye mọi người nhé. Mình đi ngủ đây.